trong tiếng chim vui. Nhân dân đài truyền hình Việt Face TV 55.3 xin phép được kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thoáng đó mà đã 44 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay một lần nữa, Nhân Trần cùng với kỹ thuật viên Nam Nguyễn ghi nhận lại những hình ảnh oai hùng của những người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đang diễn ra tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Arlington với sự dìu dắt của Mục sư Đặng Phúc Anh. Chốc lát đây thì những hình ảnh mà Nhân Trần sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình vinh danh những người lính quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã một thời cống hiến cho đất nước tự do dân chủ Việt Nam của chúng ta trước năm 1975. Thoáng đó 44 năm nhìn lại, hôm nay những hình ảnh quay hùng đó, những sự đóng góp của những người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có công với Việt Nam của chúng ta như thế nào? Và hôm nay những hình ảnh quay hùng đó sẽ được diễn ra tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam này. Nhân Trần mời quý vị cùng với kỹ thuật viên Nam Nguyễn bước vào bên trong thánh đường để chúng ta có dịp trò chuyện với những người đã có công với đất nước của chúng ta bao nhiêu năm qua, ghi lại một dòng lịch sử Việt Nam. Và giờ này Nhân Trần mời quý vị cùng theo gót Nhân Trần. Kính thưa quý vị, trong một cái chương trình long trọng như thế này thì Nhân Trần phép được cùng với bác Lê Chu là một cựu sĩ quan quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Hôm nay còn rất hân hạnh được nói chuyện cùng với bác, được biết bác cũng là một thành viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Arlington. Thì trước tiên chắc con xin phép mời bác có lời gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình Việt Face TV. Xin gửi lời chào kính trọng đến tất cả bà con. Hôm nay chương trình mình với một cái chủ đề rất là ý nghĩa, đó là vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thưa quý vị, tôi là một thành viên trong Hội Thánh và tôi là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 là một cái điều đau buồn, không phải cho quân đội, cho bản thân tôi, cho cả dân tộc, bởi vì màn đen đã phủ trên quê hương. Nhưng mà có một điều, từ trong lịch sử thay đổi những chính quyền, chưa có bao giờ khi mà thay đổi chính quyền, thay đổi một chế độ mà người dân bỏ nước ra đi bất chấp tất cả những người. Những sự ra đi đó là biểu tượng được những người can đảm hy sinh và đi tìm tự do. Hôm nay dù muốn dù không thì 44 năm nhìn lại, đối với bác đó là một chặng đường dài, và các con em của thế hệ thứ hai tại hải ngoại nhìn vào những tấm gương như bác và bao nhiêu tấm gương có mặt ngày hôm nay trong cái chương trình long trọng như thế này, thì bác với tư cách là một người cha, một người chú, một người cựu sĩ quan quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bác có lời gửi gắm gì đến cho con em thế hệ của chúng ta tại hải ngoại? Thưa quý vị, phần lớn trong Hội Thánh là những hậu duệ, họ sinh ra trước 75 hoặc là sau 75, họ chưa có tham dự vào trong cái cuộc chiến Việt Nam, nhưng với cái tinh thần mà tôn trọng lịch sử, ôn cố tri tân, họ lần dần hiểu được và họ thấy được cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, và họ thấy được những sự hy sinh không bờ bến của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên từ trong tâm tư họ nổi ra cái thành ý và mời những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đến để họ gửi lời cảm ơn, coi như thế hệ hậu duệ luôn luôn tìm hiểu lịch sử và muốn tôn trọng sự thật. Bác hiện đang sinh sống tại Arlington này. Vâng, tôi từ khi qua Hoa Kỳ tìm được tự do năm 1992 tôi ở tại Arlington. Dạ, cũng gần 30 năm rồi. Vâng. Dạ, trước đây thì bác nằm trong ban ngành nào thưa bác? Tôi xuất thân khóa 3 Thủ Đức. Dạ. Và 1953 tôi đã đi nhiều vùng chiến trường phục vụ từ vùng 1 và vùng 4. Dạ. Còn trung binh chủng truyền tin. Dạ vâng, con rất là cảm động và hân hạnh được tiếp chuyện cùng với bác ngày hôm nay. Chúc cho bác luôn được dồi dào sức khỏe và luôn để lại những hình ảnh oai hùng cho con em thế hệ của chúng ta tại hải ngoại. Con chúc bác luôn dồi dào sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn bạn và xin Chúa ban phước lành cho bạn. Dạ vâng, con cảm ơn. Chú là thuộc quân chủng không quân. Hôm nay là chú đến đây với vai trò là một người con của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Arlington này, hay là một người vị quan khách tham dự? Một vị quan khách tham dự. Tham dự. Chú định cư tại Mỹ bao lâu rồi? Chú định cư được cái 12 năm. 12 năm rồi. Chú cảm thấy cuộc sống ở Mỹ như thế nào? Thì rất là thoải mái và tự do. Rất là con người sống ở bên nước Mỹ là tự do và nhân quyền. Cảm ơn chú đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc cho chú luôn dồi dào sức khỏe. Kính chào toàn thể quý cựu quân nhân cùng toàn thể các bạn chị em
Đây là một chương trình đặc biệt và thánh chúng tôi được ký đặc ân để đón tiếp toàn thể quý cựu công nhân trong buổi chiều trưa ngày hôm nay. Chương trình buổi trưa ngày hôm nay đến từ tâm tình của các cựu công nhân và cá nhân của chúng tôi là những người lãnh đạo thuộc linh hội thánh để tri ân đến người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi cảm nhận được rằng chúng ta cần phải có cái chương trình như thế này ít nhất là một năm một lần cho đến khi người lính Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng rời khỏi thế gian này. Amen. Và mà quý vị đã biết, thưa cháu kính mời bác để lên có lời chào mừng tất cả quý vị. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là trân trọng kính chào quý chiến hữu và tất cả bà con trong hội thánh. Sau 30 tháng 4, một màn đêm đã phủ trên quê hương. Người cộng sản đã truy quét những sách vở của người Nam, những bản nhạc, thì bây giờ những sách của người Nam 20 năm về trước được tay xuất hiện ở Việt Nam cũng như ở quốc ngoài. Và điều mà nhiều người đã nói rằng nhạc bolero của Việt Nam Cộng Hòa là như Việt Nam Cộng Hòa sớm trở lại. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thể hiện cái tính nhân bản trong nền văn hóa cũng như trong mọi lĩnh vực. Và có điều xin thưa quý vị, sau 30 tháng 4, những người cộng sản họ đi từ miền Bắc vào miền Nam, họ thấy những cái bản tuyên truyền của chế độ cũ mình, thì họ thấy lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì họ người ta với nhau nói rằng tụi nó nói đúng quá, hãy nhìn những gì cộng sản nói, đừng nghe những gì cộng sản làm. Cho nên cái bi đát mà đem là phủ trên quê hương, nhưng quý vị đã thấy rằng hữu xạ tự nhiên hơn, những công trình của quý vị đã để lại những tâm tư của người dân Việt Nam cũng như đám hậu duệ những lời kính trọng. Chúng tôi một lần nữa hoan nghênh quý vị, hội thánh có tấm lòng đón tiếp quý vị là vì cái phương châm của hội thánh, quý vị nhìn trên thánh giá nơi Chúa Giêsu đấng linh để chuộc tội cho thế gian. Một lần nữa cảm tạ quý vị đã đóng góp cho lịch sử của đất nước. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin. Với những cái hình ảnh quay hùng như thế này, với một người con Việt luôn ao ước được bằng những cái sắc phục như thế này để nói lên sự quay hùng, hơn hết đó là những cái sự đóng góp của hai chú trước đây năm 1975 cho đất nước quê hương của chúng ta. Kính chào quý khán giả, tôi là Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ, chi hội trưởng gia đình Mũ Đỏ ở vùng Dallas, Phú Quốc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Con mời chú. Tôi là Võ Tấn Y, tổng thư ký của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Dallas, Phú Quốc. Đơn vị trước kia của tôi là đơn vị Lô Hổ bên nhà kỹ thuật. Đúng ra thì 44 năm qua đó, cộng với tuổi đời khi phục vụ trong quân ngũ nữa, mình lớn tuổi lắm rồi. Dạ vâng, con biết. Sức khỏe yếu. Dạ. Hy vọng một ngày sẽ quan phục quê hương. Nhưng quan phục ở đâu? Thì những người trẻ như chú rồi đó phải được tham gia. Tụi này đang tuyển hậu vệ. Thành ra
muốn giữ lửa thì phải có những người trẻ. Người trẻ nên tham gia vô những cái sinh hoạt của, không phải là mình đánh nhau nữa. Mình tham gia để mình giữ lại một cái lý tưởng, mình thấy nó đúng, mình giữ. Để mà mình giữ lửa trong một ngày rất là gần, hy vọng sẽ trở về trên mảnh đất ông cha của mình. Còn cảm ơn chú. Riêng chú Y thì sao? Riêng chú thì cũng vậy, hy vọng rằng thế hệ thứ hai, thế hệ trẻ ở hải ngoại có một hướng nhìn về người Việt chúng ta, quê hương chúng ta. Mặc dầu đã 44 năm và sắp sửa còn khoảng chừng vài tuần nữa chúng ta đã xa quê hương 44 năm. Thì giống như trường hợp của chú, khi chú sinh đẻ, sinh trưởng ở Việt Nam trong chiến tranh 28 năm, mà cái thời gian sống ở Mỹ này nó nhiều hơn là cái thời gian sống ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng thế hệ trẻ của các con em Việt Nam chúng ta phải làm gì cho đất nước một sống có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Tại vì thật sự ra đó, đối với thế hệ mà đi trước là chỉ có giống như mà giữ lửa và chúng ta vẫn tiếp tục con đường tranh đấu. Xem lại chương trình này, xin vào youtube.com/VFTV Dallas 553. Xin bấm vào subscribe để được cập nhật thông tin mới nhất của Việt Face TV.